Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính cung kính chư tôn đức tăng ni cùng quý phật tử trang nghiêm để cử hành nghi lễ cầu nguyện. Ba niệm lặng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức vừa thoát
ngạo, đau buồn. Trong giờ phút thiêng liêng của đạo tràng hoa đăng cầu nguyện đêm nay, xin tiếng chuông vang vọng để thức tỉnh bao tâm hồn trong cơn mê muội, cùng hướng về đức Phật, hướng về trái tim từ bi của chư Phật. Lễ khai chuông cầu nguyện bắt đầu. So they transform the old name to the path of transforming the old name.